Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Cái lưu ý đầu tiên dành cho những anh em nông dân cày chay không nạp á, thì trong cái phần hồn sư giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ không thể nào mà chiêu mộ được ra những vị tướng cấp 2S đâu anh em nhé. Cao nhất ở đây là 2S cộng, tiếp theo đó là 2S để cho anh em xem trong phần đồ dán cho dễ hình dung này, 2S cộng này, 2S. Sau đó là bậc S, tiếp theo nữa là bậc A cộng. Thì ở giai đoạn đầu anh em hoàn toàn là có thể chơi được bậc S và bậc A cộng nha, chỉ chơi ngày đầu tiên thôi. Hoặc là đến khi nào mà chúng ta sở hữu được mấy vị tướng 2S thì chúng ta sẽ bỏ hết mấy cái vị tướng này đi. Bởi vì khi chúng ta mà sở hữu được vị tướng 2S rồi thì chúng ta sẽ cần những cái mảnh tướng bậc S để nâng cấp cho tướng 2S. Thành ra là bọn này sẽ trở thành phôi hết. Về cái việc mà nâng cấp tướng đi vượt ải thì anh em không cứ phải tướng bậc S là chúng ta mang đi đâu, trừ khi là nó nâng được sao. Ở đây là mình có hai em tướng bậc S là nâng được sao lên thì mình mới có thể là cho vào đội hình chính. Còn ở đây mình vẫn xài một em tướng bậc A cộng, mặc dù hai cấp bậc là như nhau nha anh em. Đây này, em này của mình Ninh Vinh Vinh, Ninh Phong Chí, hai em này thì đều nâng ngang cấp luôn, là cấp 19. Đấy, tất nhiên là em này thì chưa đột phá lên được một tí nào, nhưng mà với cái việc là tăng được sao lên 2 sao nữa là em nó lên được 76k8 điểm lực chiến, hơn tận mấy chục k điểm lực chiến luôn. Rất là ngon lành ngành nào luôn nha anh em. Ở giai đoạn đầu nhá, chúng ta kiếm đâu ra cái vé chiêu mộ để vào võ hồn điện để chiêu mộ. Thì với cái việc mà mình đã chiêu mộ được 171 lần rồi thì mình khuyên anh em là nên cắm đầu cắm cổ đi vượt phó bản thật nhiều vào nha. Đấy, đến bao giờ mà bị kẹt à thì lại tiếp tục vào đây. Giai đoạn đầu thì chúng ta chỉ nâng cấp có một em ở trong đội hình chủ lực và một em ở đội hình hỗ trợ nha. Đây để mình quên. Đây, ra phần phó bản cho anh em xem luôn thì nó sẽ dễ hình dung này. Ví dụ như bây giờ mình đi khiêu chiến này. Rồi, đánh con này đi. Rồi. Đấy, ví dụ giai đoạn đầu thì mình chỉ chơi Chu Trúc Thanh thôi. Và thêm vào đấy là một em hồn sư trợ giúp nữa. Là mình chơi em này. Đấy là hai em lực chiến cao nhất, là mình vứt một em chủ lực là sát thương nha, còn một em thì làm hỗ trợ. Lý do tại làm sao? Bởi vì là với cái việc mà chỉ nâng một em thôi và thêm một em viện trợ nữa thì kiểu gì anh em đi vượt ải nó cũng sẽ được 3 sao. Đấy, chỉ trường hợp là ải nó khó quá không qua được thì thôi chứ. Còn nếu như anh em mà để hai em tướng mà Lưu Tư Diêu vào đây chẳng hạn, ví dụ như em này Lưu Tư Diêu vào đây kiểu gì bị bot nó đánh cho mất hết sao anh em ạ. Thì thà là nhưng mà ở trong cái phần hồn sư trợ giúp này thì nó lại cứ lúc nào mà có skill ra, skill này nó hồi nộ thì nó ra nó sử dụng skill thôi, chứ nó không đứng ở đấy mãi. Thế thành ra là nó không bị mất sao anh em nhé. Thì đấy là một cái mẹo đầu tiên để cho chúng ta đi vượt ải. Còn khi nào bị kẹt rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại để nâng cấp cho vị tướng của mình. Nếu như nâng hai vị tướng mà vẫn bị kẹt tiếp thì chúng ta lại tiếp tục là nâng đến vị tướng thứ ba. Thì bậc A cộng vẫn chơi được bình thường nha. Anh em nên có đầy đủ là tướng sát thương vật lý này, tướng pháp sư, cũng như là có một vị tướng hỗ trợ, thậm chí là được một vị tướng phòng thủ nên rất là ngon lành cành đào này anh em này. Ok chưa? Rồi, hồn sư trợ giúp. Đây, hồn sư trợ giúp thì mình sẽ ra trận một em nữa, lực chiến cũng khá khá. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi khiêu chiến nha. Giờ này là chắc là có thể thắng được rồi. Ải lúc nãy thì hơi khó, mình chưa thắng được, nhưng mà ải này thì khả năng cao là thắng được. Rồi, mình sẽ đi vượt nốt cái ải này đã, để cho anh em thấy là đây, với một cái vị tướng phòng thủ ở đây thì con quái này nó sẽ ưu tiên là đánh vào cái thằng đứng trước đó, anh em thấy không? Thì nó là tướng hộ vệ, nó trâu mà, nó có nhiều khả năng hồi máu sinh tồn tốt, thì cứ thu hút nhiều sát thương để cho hai nhân vật chính này của mình đánh. Ok, rồi 4-1 không chột thì cũng phải què. Mẹ bữa ấy, ui, nhưng quả đấy của nó cực kỳ thốn nhờ anh em nhỉ. Thì anh em nhìn thấy là con boss này nhá. Bây giờ mình sẽ đi đánh lại để cho anh em xem nha. Rồi, nói chung là phải nhanh tay một tí. Anh em biết tại sao mình có đấy lại hẹo gần hết không? Quả skill con này nó hơi khó chịu bởi vì nó đánh toàn bản đồ, chỉ có mỗi một ô ở giữa này là không được gì thôi. Thế cho nên là mình có thể là điều chỉnh được cái vị trí của tướng của mình nhá. Ok, chờ một chút này. Đấy, anh em thấy không? Điều chỉnh ra đây, chạy đi. Ok chưa? Đây này, chạy dần vào đây đi. Đấy, anh em thấy không? Rồi, khi mà chạy được vào trong cái vòng này là anh em sẽ không bị hẹp. Nếu như chúng ta đi vượt ải 3 sao được thì tốt, còn nếu không thì chỉ cần giành chiến thắng thôi. Bởi vì khi mà chúng ta giành chiến thắng và vượt được ải thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều cái vé chiêu mộ nha anh em. Ok, đây cho anh em xem luôn ở trong phần võ hồn điện này.
Rồi, mình đã chiêu mộ 171 lần rồi. Và tiếp tục là đang có 6 cái vé nữa. Chỉ cần vừa đải thêm một chút nữa thôi là sẽ đủ 10 vé và chiêu mộ x10 thêm phát nữa. Thì chiêu mộ đây tỷ lệ ra được tướng bậc 2S là hơi bị khó luôn, rất chi là khó khăn, chỉ được mảnh thôi. Còn tướng bậc S thì thỉnh thoảng vẫn ra. Nhưng mà anh em đừng lo, bởi vì là trong cái phần tích lũy mà chiêu mộ thì khi mà chúng ta chiêu mộ cao đạt 200 lần thì sẽ được 75 mảnh tướng 2S đầu tiên. Trong này có thể lựa chọn được, một là em đối một bạch, hai là em Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Tương tự như thế thì lên chiêu mộ cao đạt 300 lần chúng ta sẽ có thêm 75 mảnh nữa và tổng cộng sẽ đủ 150 mảnh đầu tiên. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ có được vị tướng 2S nha. Đó. Và tất nhiên là nếu như anh em nào mà nạp 20 thì sẽ sở hữu được em Chu Trúc Thanh Ngon Lành Cành Đào 2S. Ở giai đoạn đầu đi vượt ải nó sẽ đỡ khó khăn hơn so với những anh em nào mà cái chay. Và thêm vào đây nữa là cứ đủ 150 lần chúng ta chiêu mộ thì anh em sẽ được 20 mảnh tướng 2S. Thì ở trong này thì mình khuyên anh em là nên lựa chọn những vị tướng nào liên quan đến tấn công, do là chúng ta là chơi cái chay không nạp. Thế thì chọn những vị tướng phòng ngự hay là hỗ trợ thì nó rất là phế. Không phải là phế mà là nên chọn sau. Giai đoạn đầu nếu như không chọn tướng 2S để làm sát thương chủ lực thì lấy đâu ra đam để mà đi vừa đài, đúng không? Thì ở đây có bốn em, một là Đường Tam hay Trần Tâm này, Mã Hồng Tuấn và Đới Mộc Bạch. Thì anh em thích em nào thì chọn em đấy thôi. Bởi vì là về skill các thứ thì sức mạnh nó cũng ngang ngang nhau thôi, nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Chủ yếu anh em thế, em nào đẹp thì cứ chọn nha. Hoặc là để dễ dàng hơn thì anh em nên chọn một trong hai em là Đới Mộc Bạch hoặc là Mã Hồng Tuấn. Bởi vì là hai em này thì chúng ta vẫn cần mảnh để nâng cấp cho cái thần kỹ nha anh em. Hồn sư. Đây, khi mà chúng ta nâng sao thì chúng ta sẽ dùng tướng mảnh tướng bậc S, kể cả tướng 2S cũng thế. Nhưng khi mà chúng ta nâng cái hiệu quả hồn kỹ này nè. Đấy anh em ạ, thì chúng ta lại cần phải nâng cấp cái mảnh bằng mảnh tướng bậc 2S anh em ạ. Đây mình chưa có cái vị tướng bậc 2S nào nên là nó hơi khó để cho anh em hình dung. Nhưng mà anh em cứ hiểu rằng là để nâng cấp được cái skill này mạnh mẽ hơn của cái hồn kỹ ấy, thì đối với vị tướng 2S là chúng ta phải cần chính mảnh của vị tướng 2S đó. Thế cho nên là ở trong cái phần võ hồn điện này chúng ta lấy được 150 mảnh ở trong hai em này rồi. Đấy, thì ở cái phần ngoài này chúng ta cũng lấy thêm mảnh đi, để đâu đó là được 220 mảnh thì sẽ nâng cấp cái thần kỹ đến một lần nó sẽ rất là ngon. Tập trung all in vào một em mạnh còn hơn là build dàn trải anh em nhé. Rồi, đấy là về cái võ hồn điện này. Ok, còn gì đâu ta? À, ở trong phần tiệm. Ở trong phần tiệm thì tiệm hồn sư đây anh em. Khi mà chúng ta tham gia hoạt động này, đá chúng ta sẽ nhận được đá linh hồn, đi oánh nhau các kiểu con đà điểu ấy, thì sẽ có thêm đá linh hồn. Thì ở trong này chúng ta hoàn toàn có thể mua mảnh, nhưng mà nó sẽ ngẫu nhiên nha. Ví dụ như mua bằng cái điểm này thì chúng ta mua, còn nếu như mà khi chúng ta tạo mới mà nó bán mảnh tướng bằng kim cương như thế này thì anh em đừng có mua nhé. À đây nữa, anh em có thể mua thêm cái đá bồi dưỡng, cái này cũng là một trong những cái giúp cho chúng ta tăng được rất là nhiều lực chiến. Khối vàng này cũng có thể mua này, khi mà về sau chúng ta nâng cấp trang bị đột phá thì tốn rất là nhiều vàng. Những em tướng nào mà nó ghi là mở túc mệnh hay là duyên giữa cái gì đó thì anh em cũng nên mua. Đấy, đấy là về trong cái tiệm hồn sư nhé. Tương tự như thế thì tiệm sân hồn đấu cũng thế này, đi oánh nhau ấy thì chúng ta sẽ xếp hạng càng cao chúng ta sẽ có những cái phúc lợi ở phần thưởng này, mình sẽ mua được. Nên là mình sẽ đầu tư mua được khá kim cương, rồi thì vàng viết đá bồi dưỡng để nâng cấp lên nha. Ok la. Nên là nâng cấp đội hình mạnh mạnh một chút, đi đánh đấu trường sớm thì chúng ta sẽ có thêm được cái điểm này. Tiệm sát lục thì cũng tương tự như thế, nó cũng là tham gia cái phụ bản sát lục thôi. Đây này, sát lục đô này, thì chúng ta sẽ có điểm. Ok, và ở ngày đầu tiên trong phần nhiệm vụ 7 ngày này, anh em cứ follow những cái mục tiêu ở đây thì cũng sẽ nhận được kha khá mảnh tướng bậc S. Rồi, hay là ở trong cái phần võ hồn điện này cũng có tướng bậc S này. Đấy, mảnh tướng nhiều lắm, dưới này này nhận được khá khá mảnh tướng bậc S luôn. Đó, thì chúng ta hoàn toàn là có thể đầu tư vào trong cái phần đồ giáp. Ngày đầu tiên thì chúng ta nên quan tâm nhiều đến cái phần đồ giám này một tí. Cái đồ giám này thì cứ mỗi một lần chúng ta sở hữu được một vị tướng bậc S thì sẽ được cộng 5 điểm đồ giám. Thì đây này, tích lũy cộng dồn lại là 80 điểm thì là sẽ được mở đồ giám level 7. 95 điểm thì sẽ là đồ giám level 8. Đó, ok chưa? Rồi, thì anh em được mấy mảnh tướng bậc S đấy mà thiếu em nào
thì hoàn toàn là có thể mở ra để kích hoạt đồ giám, là chúng ta cũng sẽ nâng cấp được khá khá điểm lực chiến đấy, bởi vì là nó nâng cấp cho toàn đội hình mà, nên nó sẽ rất là ngon. Còn tướng thì sau này nó sẽ thay đổi theo meta, em nào khỏe, em nào đi ải các thứ sau này thì nó sẽ ra sau nha anh em. Tiếp tục là đây là có một số những phần quà khi mà đạt mốc level nhất định này, thì anh em nhớ nhận nhá. Đó, về cơ bản thì ngày đầu tiên chúng ta chỉ có một số những cái lưu ý như thế thôi anh em ạ. Quan trọng là anh em có nạp hay không. Không nạp thì nhớ chơi như mình chia sẻ nhá. Không nạp thì chúng ta hoàn toàn là có thể chơi tướng bậc S ở giai đoạn đầu, hoặc thậm chí là A cộng vẫn ok la, bởi vì nó nâng cấp sao được trong ngày đầu tiên mà. Còn nếu như anh em nào vào rồi thì mình khuyến khích anh em là nên chơi những vị tướng bậc 2S luôn, thì nó sẽ ngon lành cành đào, tiết kiệm thời gian cũng như là tài nguyên công sức của anh em nha. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để nếu như có thêm mẹo gì thì mình tiếp tục chia sẻ cho anh em ở video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.